Bây giờ là chị Thư đã ra bán nhà rồi. Nhưng mà bán thành công thì chúng ta sẽ có nhiều tập nữa. UBB mình phải tính từng bước, hiểu không? Đầu tiên mình bán nhà, hiểu không? Sau đó mình bắt đầu chị bán thân. Vậy là phi chắc còn kéo dài. Và nhưng mà bọn nghĩ rằng là trong cái thời điểm đầu, những một tập đầu hoặc tập thứ hai về cái khoản chuyện kinh tế mà mình bỏ ra thì nó cũng không phải là con số nhỏ cho cái việc mà mình đã bắt đầu đầu tư về trang phục, về tất cả bối cảnh này kia cho nhân vật nữa. À, rõ ràng rồi. Và được một cái là Thư và BB thì có một cái nết giống nhau, đó là nết nết mê mê lúc nào cũng phải lộng lẫy, đã không làm rồi làm nó phải hoành tráng, làm nó phải lồng lộn, làm nó phải mẹ thiên hạ cha thiên nhiên, tập 3 may đồ mới đổi đồ tiếp là lại tốn một số tiền nữa. Bây giờ quay tiếp những tập sau vẫn nói may đồ mới cho chị nha, bởi vì tức là sao, bây giờ Thư bỏ qua cái bài toán kinh tế ở đây, Thư Thư và BB Trần đang làm hết sức cho nó, mình cảm thấy là mình thích, đã nhất. mình đã cái nư mình cái cảm giác mà mình làm ra xong mọi người coi, xong mọi người khen, mọi người chê, rồi cái cảm giác mình ngồi coi, mình canh từ từ cái sản phẩm mình nó leo lên top trending, nó leo leo leo, cái cảm giác nó đã lắm. Nên bây giờ hỏi là kinh tế bao nhiêu, Thư bản thân Thư chưa bao giờ dám ngồi cộng lại luôn á, bởi vì sợ là bây giờ mình chắc chắn là nợ rồi đó, mà cũng không biết, không dám biết sợ mình nợ hoãn, bao sợ nhiêu. cộng lại là sẽ hoãn nên thôi kệ cứ làm đi nào hết tính. Khi mà BB nói chị Thư, nói chị Thư cho nó là bây giờ chị lo quá, chị không biết là chị có nên làm hay không, tại chị sợ là làm ra thì nó sẽ rất là nhiều thứ, nó phát sinh rất là nhiều thứ, không phải chỉ ở trong cái phạm trù mà mình suy Đâu. tính ban đầu. Thì BB nói nè, chị bây giờ chị cứ làm đi, mình làm cho đã bản thân mình trước đi. Lúc mà khi mà cái tập 1 chưa ra nha, tập 1 chưa chuẩn bị lên, bắt đầu chuẩn bị đăng tập 1 á, chị Thư chỉ ngồi cho nó, chị lo quá à. Nó, ủa chị lo cái gì, bây giờ đã tới mức như vậy mình còn lo cái gì nữa. Bây giờ em nói chị nghe nè, em không cần nó quá rầm rộ, hay là không cần mọi người phải khen quá nhiều, hay không cần bất cứ mà mọi người phải gọi là hiện tượng gì hết. Em chỉ cần một cái gì nè, khi mà mình ra cái sản phẩm đó và mình hài lòng về nó, ít ra trong đời mình cũng có một cái sản phẩm chỉnh chu và đúng ý mình thích về nó là đủ rồi chị, là đủ, mình thành công rồi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.